Đây chính là lý do của Hoàng đế tại hải sản vùng Trường Sa tươi ngon, chắc khỏe. Cua Hoàng đế được nuôi thả bể ngay tại vùng Trường Sa. Cua được ăn tôm sú và chăm sóc cẩn thận mỗi ngày. Nếu quý khách chưa biết cách luộc, hấp của Hoàng đế, hãy xem clip này của hải sản vùng Trường Sa nhé. Chúc quý khách ngon miệng. Để chọn được những chú cua Hoàng đế tươi ngon, đừng quên tới hải sản vùng Trường Sa nhé.